Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về dự án HoYu Token. Đây là một blockchain với mục đích. Từ năm 2013, HoYu đã tập hợp một các cộng đồng đa dạng từ nhà đổi mới, những người làm việc trong xã hội tốt hơn với 250.000 người dùng và 1.500 tổ chức từ hơn 180 quốc gia. Hiện dự án thì đang giới thiệu HoYu Token là một mã thông báo tiện ích để cung cấp nhiên liệu trong vòng của các school root. Về mã thông báo của HoYu Token viết tắt là TGE, bạn có thể tham gia để thay đổi thế giới, tham gia vào trao đổi cộng đồng hoặc là tham gia mua TGE ngay bây giờ. Đây là một video mà giới thiệu về dự án HoYu Token. Vậy thì HoYu là gì? HoYu là một nền tảng để kết nối, là một công ty truyền thông giới thiệu, quảng bá và hỗ trợ khuyến khích sự tiến bộ của các sáng tạo tích cực trên toàn thế giới. HoYu sẽ thực hiện điều này thông qua mạng lý trí xã hội của đặc biệt của nó, nơi mọi người có thể kết nối trên nền tảng HoYu.com, và nó cũng sẽ tổ chức các sự kiện độc quyền hàng năm như sáng tạo xã hội, diễn đàn đạo đức, vân vân. Đây là video giới thiệu về HoYu. Vậy thì thị trường HoYu Token sẽ được sử dụng như thế nào? Đây sơ đồ mà có thể sử dụng HoYu Token. Đây là một thị trường mới cho xã hội và tốt hơn thế nữa. Họ sẽ để các thành viên của cộng đồng HoYu từ tất cả các châu lục để chia sẻ tin tức và hành động tích cực của họ. Họ có thể mua Spotlight để hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động xã hội và trên nền tảng HoYu, hoặc vượt xa lợi ích của việc nó gắn thẻ và tìm nguồn gốc của blockchain. Đây sẽ là một phương thức giao dịch bên ngoài nền tảng HoYu, bất kể trên nền tảng hoặc giải pháp thanh toán fintech nào. Bạn cũng có thể mua, bán hoặc đăng ký sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa. Hiện nay thì mạng xã hội sẽ định hướng hành động như nào? Họ định hướng sẽ tập hợp một cộng đồng đa dạng của các nhà đổi mới và những người làm việc xã hội từ hơn 250.000 người dùng và 150.000 tổ chức từ hơn 180 quốc gia. Về mã thông báo TGE, sự kiện token sẽ được bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 và đóng cửa vào ngày 18 tháng 8. Để mua token này thì bạn sẽ bắt buộc phải tham gia vào KYC và AML. Họ chấp nhận thanh toán bằng Ether, Bitcoin, Cardano, Euro hoặc Phanh Thụy Sĩ. Hết kép của dự án này tối đa sẽ là 3,6 tỷ HoYu token và được phân phối, thiết lập và hết kép sẽ là 108 triệu euro. Nay về loại token, HoYu token sẽ là một mã thông báo tiện ích thúc đẩy các hoạt động trên nền tảng HoYu, hoàn toàn tương thích với ERC20. Giá của HoYu token sẽ là 0,03 euro, tương đương là để nhận được 3.000 euro thì bạn sẽ nhận được là 100.000 HoYu token. Mọi người đều có thể được tham gia, trừ công dân Hoa Kỳ, Trung Quốc, Syria, Libya, Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên, Nam Sudan và Cuba. Mã thông báo thì sẽ bị khóa trong thời gian 18 tháng sau khi khởi chạy mainnet, và sau thời gian khóa tối đa 10% mã thông báo sẽ được phát hành dần mỗi quý. Dưới đây là về phần giới thiệu về chương trình thay đổi của toàn thế giới. Về lộ trình của dự án thì trong tháng 8 sẽ triển khai học bổng thông minh và sự kiện phân bổ mã thông báo. Tháng 9 sẽ cải tiến xã hội và diễn đàn đạo đức toàn cầu Singapore. Tháng 12 sẽ có danh sách chính thức của HoYu Token về trao đổi tiền điện tử. Trong năm 2019 sẽ ra mắt thị trường HoYu và khởi chạy API thanh toán HoYu Token. Dưới đây là một vài các phương tiện truyền thông như trên blog này, YouTube của dự án này cũng sẽ có các bài báo, bài viết như website giới thiệu về dự án. Hiện nay thì dự án cũng được đăng ở trên Business Insider này, Forbes, Yahoo Fintech, Interpersonal và khá nhiều các thông tin khác. Trên đây là những thông tin về dự án HoYu Token. Đây là một dự án rất là tốt bởi vì sẽ có những phần giúp cho môi trường thế giới tốt hơn trong tương lai. Và đội ngũ của dự án, người sáng lập và giám đốc điều hành đó là ông Jonathan Parenti, chủ tịch và đồng sáng lập của HoYu là ông Parenti Eliahu.
CTO là ông Ali El Poudi và khá nhiều các thành viên khác của dự án cũng như là đội ngũ cố vấn của dự án. Những thông tin, những câu hỏi gì thắc mắc về dự án, bạn có thể liên hệ gửi email cho dự án qua mail support a.hoyoutube.io hoặc liên hệ qua Twitter, Talk, Bitcoin Talk này, Telegram, YouTube, vân vân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.